Vì tình hình sức khỏe nên nhà văn Di Lâm tuyên bố ngừng viết tiểu thuyết Ngôi Miếu Oan Khóc tại đây. Nhà văn Di Lâm cũng gửi lời xin lỗi đến các độc giả yêu mến truyện này. Hẹn gặp các độc giả ở cuốn tiểu thuyết khác của Di Lâm. Tao giàu lâu lắm rồi. Tao không cần tiền. Tao muốn mày làm cho tao một chuyện. Đốc thúc thằng Long sớm tìm ra sự thật và viết tiếp câu chuyện. Nếu không, nó sẽ bị nguy hiểm tính mạng giống như mày bây giờ. Đừng. Tôi nói nghe này nè. Anh Di Long anh đã không muốn rồi á, thì có trời ép á, cũng không ép được ảnh nữa. Hay là bây giờ anh có cái cách nào anh chỉ tôi đi, chứ tôi cũng muốn đọc cái tiểu thuyết đó lắm. Anh nói đi, cách nào cũng được á, tôi sẽ làm, miễn là anh đừng có làm hại gì anh Di Long là được rồi. Không ngờ thằng Di Long lại có một cô gái si tình vì nó đến như vậy. Chuyện gì cũng làm. Mày nghe cho kỹ đây. Bây giờ chỉ cần mày làm theo đúng những lời tao nói. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Rõ thì tôi nghe rõ lắm rồi. Làm hay không? Nhưng mà anh có chắc không vậy? Chứ tôi cũng sợ lắm đó. Sợ thì đừng có làm. Để thằng Long sớm xuống lỗ. Hả? À, tôi làm. Làm không? Tôi làm mà. Anh đừng làm hại gì anh Di Long hết là được rồi. Mày nên nhớ, tao luôn luôn ở sau lưng mày. Nhất cử nhất động của mày tao đều biết rất rõ. Không làm thì đừng có trách. Tôi biết rồi mà. Sợ. Nó chết rồi. Mình đọc báo mình nghe nói là ở đây càng về đêm á là sẽ có những cái âm thanh lạ, rồi còn có những cái hiện tượng lạ nữa. Không lẽ không có ai ở đây thiệt hết mà hồi nãy chẳng lẽ có ma thiệt hả trời? Không được. Về. Đứng lại! Nè! Tôi biết là ông ở đó mà! Sao nãy giờ ông lên tiếng mà làm cái trò gì vậy? Cô nghĩ là cô có thể về được tới nhà sao? Cô cò cò như vậy, nửa đường là xỉu chết rồi. Tôi mặc kệ! Tôi thà cò cò chết còn hơn ở đây bị sợ tới chết! Tôi không làm theo lời ông nói nữa! Đứng lại! Cô! Phải thực hiện theo đúng kế hoạch của tôi. Nếu không, tôi sẽ hại chết thằng Long đó. Nè, tôi làm theo lời ông nói. Ông đừng có đụng gì tới anh Duy Long hết nha. Lùi lại. Nhanh. Từ từ. Ngồi xuống. Nghe cho kỹ. Chắc chắn thằng Long sẽ tới cứu cô. Khi nó tới, cô phải làm cho hết sức nghiêm trọng.
Lúc đó cô sẽ nói với nó là lần bắt cóc này chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu nó không viết tiếp câu chuyện ngôi miếu quan khóc, lần sau không phải là bắt cóc đâu, mà là thủ tiêu. Ê, đừng nha, đừng nha. Có gì thì thủ tiêu tôi chứ đừng có thủ tiêu ảnh nghe không? Tất nhiên là thủ tiêu cô rồi. Thủ tiêu nó thì ai viết tiếp? Đồ ngu. Anh Duy Long, anh nhất định phải tới đó nha. Mình để ở đây, nhất định anh Long anh sẽ thấy. Và một khi anh thấy thì anh sẽ đi cứu mình. Lúc đó mình sẽ có một màn mỹ nhân cứu anh hùng thiệt là xuất sắc. Mà không tới là em tiêu thiệt luôn. Si tình mù quáng. Kính mời quý khán giả đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Rồi 30 năm sau, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên truyền hình Vĩnh Long Y, tải app ngay trên Google Play và App Store.